Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những tin chính. Việc tạo ra giống lúa vốn được xem là việc của những nhà khoa học, nay được chính những nông dân thực hiện qua chương trình bảo tồn và ứng dụng đa dạng sinh học châu Á, gọi tắt là VUCAP. Chương trình đã thực hiện suốt 5 năm qua và giúp cho nông dân tỉnh Phú Yên tạo được trên 23 giống lúa mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng đến từng mỗi hợp tác xã. Tết Trung thu năm nay, gần 1.500 trẻ em của 10 xã vùng cao biên giới thuộc huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Huyện có hơn 90% dân số là người dân tộc thiểu số, được vui Tết Trung thu một cách có ý nghĩa với chương trình Vầng Trăng Yêu Thương với trẻ em biên cương. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9 diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trọng tâm của những ngày kỷ niệm 10 năm cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011 diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 9 ở khu vực số 0, nơi 10 năm trước sừng sững tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Trong bối cảnh thế giới đang tưởng niệm 10 năm ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Mỹ, một loạt máy bay Mỹ ngày 11 tháng 9 đã phải hạ cánh khẩn cấp do lo ngại về vấn đề an ninh. Thưa quý vị và các bạn, từ 6 đến 7 giờ sáng ngày 12 tháng 9, lễ truy điệu trọng thể đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dự lễ truy điệu có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đàm, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam, quê hương đồng chí Võ Chí Công và nhiều địa phương trong cả nước. Hàng ngàn người gồm các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, đồng bào các giới, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, đồng hương Quảng Nam và nhiều người dân tỉnh thành cũng đã đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi cử quốc thiều Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban lễ tang, đã đọc điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nêu bật ý nghĩa. Đồng chí Võ Chí Công là người chiến sĩ cách mạng kiên cường, tận tụy, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, người lãnh đạo xuất sắc của Đảng và nhà nước ta, người luôn gần gũi quý trọng nhân dân, được đồng chí đồng bào quý mến tin cậy, được bạn bè quốc tế trân trọng. Đúng 7 giờ, lễ di quan đồng chí Võ Chí Công được cử hành. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tận tay đưa linh cữu nguyên Chủ tịch Võ Chí Công ra tận xe tang, tiễn đưa đồng chí Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời gian tổ chức lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công cũng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội và tại trụ sở tỉnh ủy Quảng Nam, quê hương đồng chí. Tại Hà Nội, Ban lễ tang đã tiến hành lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dự lễ truy điệu có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo nhân dân thủ đô. Dù ở cương vị nào, đồng chí vẫn luôn là người lãnh đạo cố vấn xuất chúng với những quyết sách linh hoạt góp phần chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi. Với những công lao và thành tích hoạt động cách mạng của mình, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Ngay từ rất sớm, tại quê nhà Quảng Nam, đông đảo đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh đã tập trung về trụ sở tỉnh ủy Quảng Nam dành những tình cảm thiêng liêng để theo dõi trực tiếp lễ truy điệu và tiễn đưa linh cữu của đồng chí Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm thương tiếc vô hạn. Tính đến thời điểm lễ truy điệu, tại quê nhà đồng chí Võ Chí Công đã có 186 đoàn với hàng nghìn người đại diện của các địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên, các cơ quan trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, địa phương trong tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng cùng các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh đến viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công. Ngay sau khi lễ tiễn đưa đồng chí Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ di ảnh đồng chí Võ Chí Công về lại quê hương Tam Xuân, núi Thành.
Không chỉ ở trong nước, lễ viếng đồng chí Võ Chí Công được các đại sứ quán, các tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài tổ chức trọng thể. Vào sáng ngày 12 tháng 9 tại Viên Chăn, Lào, đồng chí Bunyang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tới đại sứ quán Việt Nam tại Lào viếng đồng chí Võ Chí Công. Sau lễ viếng, đồng chí đã ghi vào sổ tang với nội dung: thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân các dân tộc Lào, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với hương hồn đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến sĩ cách mạng dũng cảm, kiên cường và trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, người bạn và là người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Cũng trong sáng nay, các sứ quán, tổ chức quốc tế, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và câu lạc bộ đồng hương Siêng Khoảng cũng đã đến sứ quán thắp nhang, ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau Trung Quốc đã mở sổ tang viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ngay từ sáng sớm, toàn thể cán bộ, nhân viên và phu nhân, phu quân các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hồng Kông và Macau đã thắp hương, mặc niệm và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công, sau đó là đại diện Việt kiều, sinh viên, học sinh người Việt Nam tại Hồng Kông. Sau lễ viếng, bà Nguyễn Thị Nhã, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông và Macau đã ghi sổ tang bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Võ Chí Công, nguyện phấn đấu và công tác theo tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Võ Chí Công, xứng đáng là người cán bộ đối ngoại của đất nước Việt Nam anh hùng. Cũng trong ngày 12 tháng 9, đại diện của chính quyền Hồng Kông và các tổng lãnh sự quán ASEAN cùng cơ quan đại diện ngoại giao nhiều nước khác tại Hồng Kông đã đến viếng chia buồn với sự mất mát lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Vĩnh biệt đồng chí Võ Chí Công, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Vào chiều ngày 12 tháng 9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Ireland do ông Pat Brin, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Thương mại của Quốc hội Ireland làm trưởng đoàn đang thăm nước ta. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Ireland sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời mong muốn trong thời gian tới được đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Ireland sang thăm Việt Nam. Đánh giá cao sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Ireland trên mọi lĩnh vực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai quốc hội tiếp tục tăng cường việc trao đổi các đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực xây dựng, lập pháp và quản lý xã hội. Ấn tượng về tỷ lệ nữ đại biểu chiếm hơn 30% trong Quốc hội Ireland, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong 8 nước ASEAN và đứng thứ tư trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tỷ lệ nữ cao trong Quốc hội. Về phía Ireland, ông Pat Brin đã cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ mong muốn được đón tiếp các lãnh đạo cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Ireland. Mong muốn chuyến công tác của đoàn đại biểu Quốc hội Ireland tại Việt Nam sẽ là cầu nối cho sự phát triển hợp tác hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư. Ông Pat Brin cũng cho biết, thời gian tới, Ireland tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ Việt Nam về giảm nghèo và giáo dục đào tạo. 3/4 chặng đường của năm 2011 đã đi qua. Nhìn lại kết quả hoạt động của du lịch trong 8 tháng qua, ngành du lịch Việt Nam có đủ cơ sở để chuẩn bị cho sự kiện đón 5,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay. Theo báo cáo từ Tổng cục Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng qua đạt 3.963.000 lượt khách, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2010. Tính riêng trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 490.000 lượt, tăng 14,5% so với tháng 8 năm 2010. Lượng khách du lịch từ tất cả các thị trường đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2010. Báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng cho biết, thu nhập từ du lịch đạt khoảng 85.000 tỷ đồng, đạt trên 77% kế hoạch cả năm. Để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, đón 5,5 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch tập trung tổ chức tốt các hoạt động như năm du lịch Phú Yên, hội chợ du lịch quốc tế ITE tại thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị tổ chức năm du lịch duyên hải Bắc Trung Bộ Huế 2012, tham gia các hội chợ du lịch ở nước ngoài cũng như tổ chức phát động thị trường du lịch tại một số nước như Trung Quốc, Nga, Ukraine, Đan Mạch, Na Uy.
ngành du lịch cũng sẽ phối hợp cùng các bên liên quan tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh du lịch. Việc tạo ra giống lúa vốn được xem là việc của những nhà khoa học này được chính nông dân thực hiện qua chương trình bảo tồn và ứng dụng đa dạng sinh học châu Á, gọi tắt là BOCAP. Chương trình thực hiện suốt 5 năm qua đã giúp cho nông dân Phú Yên tạo được trên 23 giống lúa mới phù hợp với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng của địa phương. Cánh đồng mô hình chương trình BOCAP của hợp tác xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên không còn nhận hỗ trợ từ các cấp các ngành như những vụ trước. Từ vụ này, hợp tác xã tự bỏ chi phí để thực hiện. Tuy mới qua 4 vụ thực hiện chương trình, hợp tác xã Hòa Mỹ Đông đã tạo được một số giống lúa mới cho địa phương mình. Chương trình BOCAP giúp cho hợp tác xã là đa dạng được các nguồn giống và giữ được cái nguồn giống tốt cho hợp tác xã. Nếu mà chúng ta thực hiện tốt chương trình này có rất nhiều cái lợi cho nông dân. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã lai tạo được 3 vụ lai tạo và vụ thứ tư vừa rồi là chúng tôi đã đưa ra được. Hiện nay đã sản xuất khoảng là 2 hectare để nhân cho các vụ theo. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chi cục bảo vệ thực vật Phú Yên, nông dân được phát huy kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để chọn giống, chọn dòng phân ly, khử lẫn, tạo giống thuần và lai tạo giống lúa mới phù hợp với chân ruộng của mình. Từ giống lúa mới của hợp tác xã, ông Nguyễn Văn Bảo đã canh tác thuận lợi và tăng năng suất trên 82 tạ trên mỗi hecta. Vừa rồi thì tôi có nhận cái giống của tất cả từ Hòa Mỹ Đông Ba. Thế thì tôi làm thì trong là một sào đó thì nhân giống ra thì thu hoạch được là 420 kg. Thì giống của tất cả đưa ra là một là chống được cái độ ngã, dù nó cao cây nhưng mà vẫn là chống được cái độ ngã. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái hạt đó là lớn cho nên là con này rất là nặng con. Đấy. Cái thứ ba nữa là coi như cái kháng không có sâu bệnh. Thì chương trình BOCAP đã hướng dẫn cho nông dân cái phương pháp chọn dòng phân ly và chọn giống cũng như là lai tạo ra các cái giống tốt để cho họ có được cái giống tốt. Chương trình BOCAP đã được thực hiện tại 13 hợp tác xã ở Phú Yên. Nông dân đã tự tạo và đặt tên cho hơn 23 giống lúa mới. Các hợp tác xã đều dành riêng một phần đất để sản xuất giống cung cấp cho xã viên. Nông dân tại đây cũng đã quen với việc tự làm ra giống lúa chất lượng cao để trao đổi với nhau theo giá lúa thịt. Vừa qua thì chương trình BOCAP đã giúp cho nông dân Phú Yên ở 13 xã triển khai được các cái nghiên cứu đồng ruộng. Chúng tôi đã tạo được các cái cùng với nông dân tạo được các cái giống mà như chúng ta thấy trong cái ruộng mô hình này, đó là các cái giống như là HTM như là Hòa Mỹ Tây, hay là HMD là Hòa Mỹ Đông, HTT là Hòa Tân Tây. Ở các xã khác chúng tôi còn có là giống HK của Hòa Kiến vân vân. Điều này nói lên là nông dân có thể lai tạo ra được các cái giống rồi tự họ chọn dòng phân ly, tự họ nhân giống để tạo ra giống tốt trong cộng đồng. Chương trình BOCAP do Viện Lúa Quốc tế tài trợ. Tại Phú Yên, chương trình đã đạt hiệu quả rất cao trong việc tạo ra sự đa dạng sinh học trên đồng ruộng, bảo tồn nhiều nguồn gen giống lúa quý và giúp cho nông dân chủ động hơn trong sản xuất, hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp trình độ cao, đủ ứng phó với các vấn đề biến đổi khí hậu. Tết Trung thu năm nay, gần 1.500 trẻ em của 10 xã vùng cao biên giới thuộc huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam được vui Tết Trung thu một cách đầy ý nghĩa với chương trình Vầng Trăng Yêu Thương với Trẻ Em Biên Cương. Tây Giang là huyện biên giới với hơn 90% dân số là người dân tộc thiểu số. Tham dự chương trình Vầng Trăng Yêu Thương với Trẻ Em Biên Cương, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ân cần trao từng phần quà và chúc cho các em có được một đêm rằm Trung thu thật ý nghĩa. Tây Giang là một huyện biên giới còn nhiều khó khăn của cả nước, với hơn 90% dân số là người dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, việc tổ chức một ngày hội cho các em thiếu nhi vui hội Trung thu là một việc làm hết sức ý nghĩa, như sinh thời Bác Hồ đã từng mong. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Tây Giang, góp phần chia sẻ bớt khó khăn cho các em trước khi bước vào năm học mới. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cũng trao 1.000 phần quà cho các em ở vùng biên cương đón lễ hội trăng rằm.